Trần Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Sao lại em chảnh như vậy? Thích muốn thì gọi điện. Anh bị suy dinh dưỡng anh. Cũng mập mạp, cũng dễ thương. Dạ, lúc đó thì em chịu luôn. Và thôi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Ngọc An, năm nay 34 tuổi. Em hiện là nhân viên kỹ thuật. Còn em? Em tên là Phạm Thị Trầm, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên kế toán ạ. Trầm với An. Dạ. Rồi hai bạn là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng cỡ 5 năm, em làm cùng một công ty kia thì có một anh lớn tuổi. Anh hay lên trên mạng đó. Chắc chít thì anh ấy quen được vợ em. Thì khi đó anh cũng muốn quen vợ em nhưng mà không quen được. Dạ, thì lúc đó chồng em đã nhắn tin cho em. Ý là nói sao là em chảnh như vậy. Nhắn đầu là vợ em không có trả lời gì hết á. Vợ em tự nhiên lấy máy gọi cho em, nói em là không có thích nhắn tin gì hết á, thích muốn thì gọi điện. Xong rồi em nói vậy hả, đâu có lần đầu tiên anh đâu có biết đâu, tại vì có người bạn giới thiệu. Xong rồi thì nhắn tin qua lại rồi cái hẹn gặp nhau. Em nhìn thấy lần đầu tiên của em á, khi em nhìn thấy người đàn ông này thì trong đầu của em nghĩ trước tiên đó là điều dạ gì? Anh bị suy dinh dưỡng rồi. lúc đó em ốm lắm chị, em được có năm bây giờ vẫn ốm nè. Dạ. Mà lúc đó bây giờ em đỡ nữa. Hơn đó, hồi đó em được có 52 kg. Ồ, vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ em cũng được lên được 7-8 kg. Nhưng mà em có ấn tượng đặc biệt là cái mái tóc của anh không? Dạ, lúc tóc mà chảy xuống này nhìn như dương. Hồi đó đi làm thì nhiều khi để em để tóc dài lắm. Tóc dài. Dạ. Suy dinh dưỡng. Dạ đúng rồi. Dạ, ảnh suy dinh dưỡng á thì với lại ảnh ốm mà nhìn ảnh nó không có giống như là trong suy nghĩ của mình. Một thời gian á thì nhắn tin qua lại thì biết ảnh được sinh ảnh 582. Em nghe kỹ là nghe theo lời mẹ. Mẹ kêu là phải lấy chồng 82. Dạ. Cho nên là coi như là chiếu lệnh rồi ha. Dạ. Chồng 82 là bởi vì do cái tuổi nó hợp với em hay sao? Dạ đúng rồi. Nếu mà chồng em sinh 582 thì đó. Sẽ hợp với em. Lớn nhỏ nhau 4 tuổi hợp lắm. Dạ. Rồi khi đó thì cũng mập mạp, cũng dễ thương. Rồi hồi đó mặc cái váy là vượt cái áo, mà cái áo xuân á, váy nó tới đây. Xong rồi đi gặp em lần đầu tiên. Trời ơi. Quán cà phê thì hồi đó cũng có hơi ấn tượng chút xíu. Rồi bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau? Thì 3 tháng sau á thì ảnh sáng ra qua á thì ảnh chở em đi ăn sáng. Ảnh nói là thôi đi Củ Chi chơi. Vậy rồi em... thì lúc đó là em chở ảnh. Vậy là em ngồi đằng sau thì đi một đoạn thì em ngồi đằng sau em ôm vợ em luôn. Vậy vợ em thì cũng tự nhiên cũng không có phản ứng gì hết á. Dạ. Chịu đen rồi. Dạ lúc đó thì em chịu luôn, tại vì em thử anh này em có phản ứng thêm á là anh ôm mình hay anh làm gì tiếp theo, và thấy anh ôm miết em xuống tới chỗ chơi luôn. Thì bắt đầu tụi em quen nhau là cái lúc đó á. Em cũng không có tỏ tình gì hết á, cái thể hiện không có lời tỏ tình. Dạ đúng rồi, giống lúc như mà cầu hôn em thì anh có tỏ tình em không? Dạ không, từ không giờ tụi em là không có tỏ tình. Rồi, cũng chỉ đám cưới một chỗ, không có tặng cái gì cho em luôn. Vậy thì anh đoán không lầm á, chồng em là một người cũng không phải hiền đâu, nghe cũng dữ dằn đúng không? Dạ. Anh này là đến lúc yêu rồi ảnh cũng chưa phải toàn tâm toàn ý với một mình em thôi. Dạ, nói chung là lúc đó thì không có chở đi chơi dù nhiều, nhưng mà tới mỗi lần anh đi làm về thì hay chở em qua đi ăn rồi này kia. Tại vì thời điểm đó là ảnh cũng chưa có chấm dứt hẳn với lại bạn gái cũ của ảnh. Thật ra không phải là không chấm dứt, mà hồi đó thì em cũng tụi em đã chia đâu 20 năm rồi, 2 năm rồi, nhưng mà thật ra thì cái người đó là cũng mở phòng vé bán máy bay, nhiều khi hư máy in hay máy tính thì cũng nhiều chiều xuống nhập, thì nhờ em qua sửa thôi. Thì qua sửa xong về thì bữa em một bữa em sáng mà tình cờ mà đi ngang qua cũng biết tự nhiên cái buổi trưa đó đi ngang qua cái chỗ đó lại thấy ảnh ở trong đó. Em gọi điện cho ảnh thì ảnh alo, thì thấy anh này anh nói chuyện giống như cọc lóc á. Hỏi là anh đang ở đâu vậy, thì anh nói đi làm, nhưng mà không có đầu cuối là bình thường á, anh sẽ xưng anh hay là xưng em này kia. Anh nói cọc lóc là em xin nghi. Em hỏi lại là anh đang ở đâu thì anh nói là đi sửa máy cho bạn. Thế là em chờ đến mít chiều anh về thì em có qua nhà trọ của ảnh á. Thì gặp ảnh thì em nói là hôm nay có nhiều tiền không? Nó ghen đi sửa máy, em biết đi sửa cho người yêu cũ nên em hỏi là có nhiều tiền không? Thì anh nói là không có đồng nào hết á. Có nghĩa là bắt cá hai tay đúng không? Em cảm giác, dạ, em đúng, cảm lúc, nghĩ lúc, của em lúc, là ảnh bắt cá hai tay. Dạ, lúc đó thì em cảm nghĩ là ảnh còn yêu thương. Dạ. Cái chị đó hay gọi điện, nhắn tin lắm. Giống như là em với ảnh đi ăn tối vậy, mà chị đó gọi điện tới thì anh nói là ngày mai anh đi sửa máy cho. Cái sau đó một thời gian thì em mới cho anh chọn, một là anh chọn em, hai là anh chọn chị đó. Thì anh nói là anh chọn em, nhưng mà em lại một thời gian nữa là mới thấy hai người này cũng hay liên lạc. Em mới nói rằng á là anh phải gọi cho chị đó, nói rằng á
từ nay đừng bao giờ gọi cho anh mỗi, nữa. Mỗi lần đi chơi là vợ em coi như là bắt em phải gọi điện thoại. Mà có gọi không? Dạ không. Tại vì em thật ra em nói là em với bạn gái cũ đâu có còn gì nữa đâu mà gọi. Nhưng vợ bắt em bắt phải gọi là trực tiếp. Vợ em nghe nói đừng có liên lạc, đừng có nhắn tin. Mỗi lần như vậy là em tất em là hai người là cãi nhau. Tại vì nói không có cái chuyện gì tự nhiên cứ bắt em là làm những cái chuyện đó làm cái gì. Rồi lúc vợ em sao? Đến một năm sau á, đang ngồi ăn cơm á thì chị đó có gọi điện đến. Thì lúc đó em để suy nghĩ trong đầu em nói lần này anh cứ gọi điện cho chị đó nói là đừng bao giờ gọi cho anh nữa không. Cuối cùng anh gọi cho chị đó thì anh cũng đòi chia tay em luôn. Trời ơi. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì hai người cứ ghen như vậy em thôi chia tay. Coi như em gọi điện đến cho cái cô kia em nói là đừng bao giờ gọi cho anh nữa. Và đồng thời gác điện thoại xuống là quay qua nói là em với anh chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Cái lúc đó tâm trạng em sao? Thấy là cũng buồn, cũng nhớ vợ em á. Xong em gọi điện thoại lại. Có nghĩa là thời gian một tháng đó thì em thấy em nhớ vợ em hơn. Dạ đúng không? Rồi. Cho nên quyết định là em gọi cho vợ em chứ không gọi cho cô kia. Dạ đúng rồi, cô kia thì đúng em rồi. Đã dứt điểm hoàn toàn luôn. Rồi và từ đó là không còn gì cản trở. Dạ. Cưới nhau, đúng chưa? Bây giờ anh hỏi thiệt nha. Dạ. Bây giờ còn ghen không? Dạ không, thời điểm này á đã một năm qua rồi em không ghen nữa. Hai vợ chồng làm cùng công ty, có nghĩa là mỗi người một chi nhánh. Thì vợ em một chi nhánh còn vấp em còn 10 nhưng mà chưa tới giờ em cũng phải lo về rồi chứ không bao giờ mà la cà nhậu nhạt. Cái này là theo anh nha. Dạ. Nhìn vợ em thấy vậy chứ là rất là hiền và cam chịu, có đúng gì không? Dạ đúng rồi, thì hiền thì vợ em rất là hiền. Nhưng mà khi đã nóng tính lên thì cũng không có ai mà chịu nổi. Nóng sao? Cái đợt nóng tính nhất của cô ấy nhìn, nhìn cô vợ này là chị không có nghĩ là đúng nóng vậy. Tính. Dạ thật ra là như thế này nè. Em á, trong công việc em rất là nóng tính. Nhưng mà trong gia đình thì em rất là chịu đựng. Giống như công việc á, mà ảnh mà không làm theo cái ý của em hoặc là bán hàng không được là em sẽ nói liền. Còn điện thoại là nạt em giữa một đống nhân viên em là đó. Nhiều khi là làm mất mặt chồng chứ. Mà nạt em luôn. Ừ nạt em luôn. Vậy rồi mấy người nhân viên trong công ty sợ không? Sợ hả? Vợ em mà đã nói ra là đừng ai mà cãi lại chứ đừng. Thật ra là tùy theo chuyện chứ không phải là cái gì em cũng nạt chồng em đâu. Thành ra là dạ, trong công ty là dạ, trong công sợ việc vợ em nhất. Dạ. Rồi mới tới sợ em hả? Dạ đúng rồi. Vợ em là số 1. Ở công ty sợ mà về nhà có sợ không? Sợ chứ. Dạ không, mà anh ít sợ em. Rồi bây giờ trong công lắm. Việc trong công việc á là bà khó khăn bà hay dữ dằn vậy đó. Dạ. Chứ giờ tối về nhà bà có dữ dằn không? Dữ chuyện gì anh? Tế nhị thôi. Dạ. Ví dụ như là ở công ty nè, vợ em cứ hay nạt em trước mặt mọi người. Dạ. Rồi tối về trong cái chuyện vợ chồng á, có khi nào á mà đang hai vợ chồng đang chuẩn bị yêu thương thân mật rồi này kia nọ thì em nó nhớ trực ra đó. Nó nhớ trực ra những cái lúc chuyện đó là thường xuyên luôn chị. Vợ mình như vậy đó, nhiều khi có khi nào mất hứng luôn chuyện không? Đó là thường xuyên mất hứng luôn đó. Không phải nói chuyện cho buổi tối về mà coi như là em mỗi ngày là em không bao giờ em nói hết á. Em tức em không bao giờ em nói rồi hết. Còn anh có cái đặc biệt á là buổi tối về ngủ với chị tự nhiên đang ngủ 10 giờ rồi em thiêu thiêu thì anh lại hỏi là hôm nay có ông đó chuyển tiền cho em, ông đã mua hàng chưa, hoặc á là sao hôm nay là anh là em lại nói anh thế này thế kia, ví dụ đang 10 giờ là anh hay nhắc tới em rất là bệnh. Tụi em là không có thời gian nghỉ. Tối về ăn cơm xong tắm rửa xong thì hai vợ chồng lên nằm để nằm đọc báo rồi nói chuyện xong rồi khoảng cứ 10 giờ coi như là em mà nhớ cái chuyện gì là em sẽ bật dậy. Cãi nhau cãi sao nhiều khi là cãi đến 2 giờ sáng. Trời ơi. Là thôi luôn. Dạ. Là thôi luôn, không còn cái chuyện mà để dạ không là... không khác dạ, nữa rồi. Mất dạ. hứng rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Lúc đó nhưng thì mất hứng rồi. Lúc mà bị vợ em coi như là la trong điện thoại rồi đôi khi về nhà cũng la lên như vậy, rồi có khi nào mà em tức quá em chịu không nổi rồi ông em động thủ chứ như... em động thủ em động mấy lần thôi chứ động ngoài chứ động mấy lần rồi đó. Động sao em tát luôn. Em đứt đi là em tát lên tiếng anh mình rất là nổi. Dạ ba cái rồi anh. Từ ví dụ như là em nói tới cái đó là anh hay dọa. Ví dụ như đang ăn cơm ấy thì anh đá cái mâm cơm luôn. Còn không á thì đang ăn phở thì anh nói là coi chừng có tô ở vô có mặt á. Thì em thật ra em nói vậy thôi chứ em cũng chẳng có lúc đó thì em sợ. Nhưng mà ở nhà là em tát thật rồi. Thôi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính, đừng có xài hoang phí quá này. Rồi không hoang phí cái gì nữa. Mỗi lần giận lên là đừng có móc cái chuyện cũ của chồng ra. Cứ giận cái là cứ nói em không tốt bằng cái con bé kia hay sao anh cứ đối xử với em như này. Thật ra là như thế này nè, cái thời điểm cưới nhau là vợ chồng em quá bận đi nên nó là không có cái thời gian đi chơi rồi này kia nhiều. Giống như là ảnh cũng chưa bao giờ tặng em cái gì hay mua cái gì tặng em hay là tự đi chợ một ngày để nấu cơm cho vợ chồng ăn. Thật ra em rất là bận nhưng lúc nào có nhiệm vụ em cũng không bao giờ quên á. Ví dụ có ra ngoài ăn á thì chồng em rất là tiếc tiền. Lúc cưới nhau về em thấy chồng có vẻ là quá keo kiệt đi, giống như người mình ốm vậy đó. Rồi hay nóng tính với lại hay xưng mày tao quá nhiều. Chồng em nóng lên là la rất là to nữa. Cái điều đó em có mong muốn chồng em thay đổi không? Dạ thật ra thì em chỉ muốn ảnh là mập hơn thôi, những cái đó ảnh tự điều chỉnh được. Em có muốn chồng em thay đổi cái điều đó không? Cái chuyện mà quánh em nè, mày tao nè. Dạ quánh em với lại mày tao thì nhất định em muốn anh thay đổi. Qua chương trình này thì chắc ảnh về anh cũng suy nghĩ lại. Tại chị cảm giác như nè, em thì nóng tính mà chồng em thì cọc tính.
Dạ đúng rồi. Mà thường á là trong một cái gia đình á, như một người này nóng thì người kia nguội, thì dạ, nó sẽ bớt đi những cái dạ mà va chạm. Còn ở đây là hai vợ chồng đều cá tính mà đều cũng xem một chín một mười, dạ, chứ không ai thua ai đâu. Dạ, mà lúc nào hay là có chuyện gì thì anh cũng hay rửa lỗi cho em. Chị hỏi nè, bình thường lúc mà tụi em không có cái vấn đề gì xung đột á, thì hai vợ chồng có hay ngồi để trao đổi, để tâm sự, để nói ra những cái điều mà vợ chồng mình cần phải làm thế này, định hướng cho cái cuộc sống tương lai của em? Dạ có em, cái đó là thường xuyên, nhưng mà nói đây cái đó là thêm một lần cả nhau nữa là gây đúng dạ không, cứ ngồi nói cái là ai cũng thấy là cái lý của mình là đúng dạ, đúng không, cứ bảo vệ cái rồi lý của mình, như nhất là vợ em bảo em nói cái gì sai, biết chắc chắn là vợ sai nhưng mà vợ vẫn bảo đúng. Em có biết là em sai không? Dạ biết, gái mà em la chồng em ha này kia mà sau này suy nghĩ lại thì em cũng biết là em sai. Nhưng mà khi đó là cãi nhau là coi như là vợ em không bao giờ nói sai nào. Bây giờ cái cốt lõi là em còn mong muốn chồng em thay đổi điều gì nữa không? Dạ, suy nghĩ cho em bớt. Có nghĩa là trong suy nghĩ của em là không phải như thế, nhưng mà chồng là cứ áp đặt em là phải suy nghĩ như thế. Bây giờ gì nè, chị nói nghe nè. Vợ chồng em á, mỗi người còn đều bị một cái tính xấu nữa là tính bảo thủ. Ai cũng nghĩ là cái điều mình nghĩ ra là đúng và bảo vệ cái suy nghĩ của mình. Rồi á, cái đó nó kéo theo một cái là cái tôi của mỗi người còn quá lớn. Thì ở đây chị thấy như vậy nè, trong cuộc sống vợ chồng em á, nó ở vào cái dạng mà giống như là hai cái bếp lò mà ở gần nhau á, nóng quá. Dạ, đúng rồi ạ. Cái điều đó là rất nguy hiểm. Dạ. Nguy hiểm chứ không có đơn giản đâu nha. Dạ. Thì bây giờ chị thấy như vậy nè, hai bạn á, nên có một cái sự luyện tập. Dạ. Luyện tập với bản thân mình. Ví dụ vợ đi, yeah, thì vợ có những cái lúc rất là đầm, gọi là cái nữ tính, cái mà hiền hòa của em á, yeah, gọi là cái nước á, yeah, thì cái đó là chị đương so sánh cái lửa với cái nước trong con người của em, yeah, thì hiện giờ lửa em nó nhiều quá, thì giờ em cố gắng em luyện làm sao để cái nước nó nhiều hơn, yeah, tức là cái đầm thắm nó nhiều hơn chút, tức là nhiều khi cái cơn mình sắp sửa lên cái mình nghĩ là ráng kềm, chị nói yeah, ví dụ vậy, em phải tự luyện tập cái điều đó. Và khi yeah mà vợ đã có những lần như vậy rồi, có nghĩa là vợ đã có sự thay đổi, thì em cũng sẽ làm một cái điều gì đó tương tự như dạ vậy để chứng minh cho vợ em biết là em cũng thay đổi. Tụi em phải luyện đi dạ nha. Yeah. Chứ cái này không có ai chỉ được đâu. Dạ. Bớt nghe, luyện nữa nghe. À, dạ, dạ, xin chào hai em. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Em vỡ mộng hoàn toàn. Cái xe cà tàng là dám đột đề can hổ béo. Mập mà lùn mà để tóc ngố thì nhìn thấy ngu sao á. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Và mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Thôi đầu tiên hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Trần Kim Khánh, năm nay em 29 tuổi, nghề nghiệp em là kinh doanh. Còn em? Em là Nguyễn Thị Châu Pha. Em năm nay 23 tuổi, em đang là kế toán. Tụi em lấy nhau lâu chưa? Dạ, dạ được một năm ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa. Quá xong. Thôi, hai em là gặp nhau và quen nhau ra sao? Tụi em là quen nhau trên Yahoo Chat, 2008 tới bây giờ. 2008, 16 là 8 năm. Dạ, thì lúc đó em học lớp 9. Rồi thì từ lớp 9 mình đã gặp được anh này chưa? Dạ không. Em chưa gặp nhau anh. Ủa tại vì chat mà không ơi cho thì không cho gặp mặt. Công ty em đâu có webcam đâu mà biết mà. Em đâu có không có chụp hình á. Xin không bao giờ cho mà cứ xin em biết thôi. Ủa rồi coi như là giống như là mình có chat với nhau mỗi ngày không, hay là chỉ lâu lâu thoảng qua rồi biết là đó là một người bạn trên Yahoo thôi. Lâu lâu chat cho vui thôi chứ đâu có ý định gì đâu chị. Bao lâu thì mới gặp nhau? Năm học năm 2 là tụi em bắt đầu gặp nhau. Wow, vậy là mấy năm ta? Dạ 5 năm. Coi như biết trên Yahoo mà 5 năm mới gặp ngoài đời á. Dạ. Dạ em thì không có ý định là sẽ gặp. Em nói là xác định chat với ông anh này cho vui thôi, không có ngày gặp mặt đâu. Nhưng mà lý do gì mà gặp? Dạ, anh cứ nói là em ơi giờ anh trả quà. Em quà là sao? Cái này nè là hay ham hố là chơi game với hay đi nhảy audition rồi chat chích không có học hành. Thì em biết làm biếng thì coi như là tốt bụng mà. Anh hứa em đi đậu phổ thông đi, anh nhận quà. Còn mà đi đại học cao đẳng đậu thì vẫn đi chơi. Đi siêu tiên hay nằm xe gì đó. Lúc đó mình mắc nợ thì mình nghĩ thôi mình trả nợ chứ không có ý định gì hết. Nhưng mà cuối cùng có đậu gì? Đậu cao đẳng. Đậu cao đẳng, dạ, vẫn đi chơi. Dạ, dạ đúng rồi. Giờ vẫn đi đâu rồi? Dạ hứa là vẫn đi suối tiên nằm sen mà bây giờ em cũng chưa đi nữa. Ủa rồi bây giờ anh hỏi là nè, cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp cái anh này như thế nào? Em vỡ mộng hoàn toàn. Sao vậy? Hồi trước chat với em á là đưa ra nhiều lời khuyên lắm. Em cứ nghĩ là anh là chắc hư sinh, điềm đạm. Nhưng mà khi gặp á, em hẹn anh ra. Trời ơi, cái đầu gì mà chọc dữ vậy, cắt xác luôn. Mặc cái áo mà nó tua nhìn ghê á. Trời ơi. Mà cái quần thì rách rưới. Đi đôi dép thì dép kẹt cái theo tua. Cái xe cà tàng thì dám đột đề can hổ béo. Tùm lum hết luôn.
ơi, cái gì cũng rách hết trơn hả? Nói chung là te tôi nhìn ghê. Thời trang và cái phong cách của em anh dạ, cái đó là em theo cách bụi á. Bụi. Bụi này chắc bụi bận luôn. Đúng chắc bụi luôn anh. Nhìn ghê lắm anh, mà lúc đó anh ốm lắm đâu phải như bây giờ đâu. Rồi khi em gặp cô này thì như thế nào? Mập mà lùn mà để tóc ngố nó thiệt sự nhìn nó ngu sao. Thì vô lúc đó là hai anh em là vô trong quán cà phê ngồi uống mà lại cầm điện thoại bấm rồi nói em biết nói gì, nó thôi cái này kiếm chuồng lẹ. Không, em lúc đó anh thấy anh nói em rồi. Sợ giống như giật đồ á. Em nói anh ơi em có điện thoại rồi bạn hẹn đi ăn này kia. Em sợ em trốn về luôn. Không dám bật mặt nữa, nhắn tin em cũng không dám trả lời luôn. Không ấn tượng gì nhau vậy thì tại sao lại yêu nhau? Cũng vẫn vài tuần sau thì lúc đó mới nhắn tin nói chuyện lại, thấy nghĩ mình gặp vậy có kỳ quá không. Tự nhiên thấy con ta xấu rồi mình không thèm nói chuyện nữa. Thì nó mới nhắn tin hỏi thăm. Thì vô tình hỏi được là bà ngoại năm của cái này nè, thì lên mổ mắt. Thì em lúc đó đang đi làm thì em qua em thăm. Rồi gặp vậy rồi có lấy lòng được liền bà ngoại không? Em không nói bạn trai, em chỉ nói là anh thôi. Rồi sau đó thì anh mới hẹn em đi xem phim. Em nói em không đi, tại vì em cũng còn sợ. Em nói anh bây giờ anh mua hai vé rồi, mà lẽ mình anh đi vô rạp anh coi hai vé đâu được. Thế là coi, vậy thôi. Vậy yeah. Đó hả? Dạ. Rồi đến lúc nào thì mới yêu nhau? Thì lúc quen biết nhau qua lại được tháng thì em đi về quê. Thì tại tụi em là cùng hướng về quê mà. Thì em mới rủ là đi về không cho ké. Đi xe máy anh thì ngồi sau lưng á. Thì ngủ gục. Thì em sợ té lấy tay em tròn qua vậy. Mà đó thì da chạm thì thấy lòng hơi xíu một xíu. Thấy cảm giác rồi là mình giống như là mình nốt lại để cho đó đi. Rồi cái không nói gì cũng có một đợt nữa em làm chim bao. Thì em thấy là tên này nè uống cà phê. Thì dẫn theo một người bạn trai nữa lại giới thiệu là này là bạn trai của em. Thì không hiểu sao lúc đó mình đang nằm mơ mà mình thấy mình bực bội bực tức luôn. Ngồi suy nghĩ sao là hẹn là cặp rồi tỏ tình luôn. Trời ơi công nhận. Hay giấc quá mơ mới tình mộng mị á. Giấc mơ dữ dội. Rồi khi mà ảnh tỏ tình là có nhận lời liền không? Dạ không, em đâu có ấn tượng với ảnh, cũng đâu có phát sinh tình cảm gì đâu. Rồi đến khi nào thì hai người mới yêu? Nói vậy chứ cả tháng hơn là đổ rồi. Dạ. Dài ghê. Bây giờ chị hỏi nè, coi như cái thời gian yêu nhau thì vui vậy ha. Rồi đến lúc bây giờ hai người lấy nhau rồi một năm rồi á, có thất vọng về chồng hoặc là ngược lại chồng có thất vọng gì về vợ không? Thì cũng hơi nhiều. Kể một hai cái chơi coi sao. Dạ em hơi có hai cái tật kiểu như gì ghẻ vậy. Muốn, giả sử như em đi nhậu nha, trước khi đi á là phải hứa làm cái gì đó. Giả sử như chồng đi về giặt đồ nha, trời ơi bữa đó về tới 9 giờ 10 giờ mình phải ngồi giặt nguyên cái thao đồ một cái tuần lễ, anh nghĩ đi, mười mấy quần jean, áo thun, sớm sơ mi là ở nhà các kiểu giặt xong là tỉnh rượu luôn rồi. Không có máy giặt hả? Không giặt tay. Em không thích máy giặt. Coi như là xử theo kiểu gì ghẻ với lại con chồng. Dạ dạ dạ. May mà còn chưa bắt lụm gạo với lại lụm thóc á. Không chị có không có nữa, nên về sớm đúng không, phải đi chợ để đồ sẵn, nấu cơm để sẵn. Rồi còn chưa, nếu mà đi coi đá banh á, 11 giờ phải về tới nhà, không về nhà nhốt ngoài luôn. Bị nhốt lần nào chưa? Rồi em ngủ bên nhà bạn em một lần rồi. Tại vì anh hứa với em là đúng giờ anh về, tới giờ đó em gọi không thấy về, em tức quá, phá cửa, tắt đèn hết, im lặng, không bắt quạt, không làm gì hết. Đứng đập cửa đùng đùng đùng, em ơi, em nghe mà, không trả lời luôn. Rồi thế là dạ. Qua mấy anh đực hàng xóm của cá. Trời ơi, vui không? Lỡ mà bữa đó là không qua bên mấy ông anh mà qua mấy bà mấy em bà. Thì sao? Anh muốn đi chừng nào anh đi. Mà lúc đó đi đâu chị? Đi bộ mà có đem theo 20 ngàn uống lũ ly cà phê, có đó banh cái điện thoại đi đâu chứ đúng không? Ai chứa nữa, ngoại trừ mình đi qua ngủ ké thôi chứ đi đâu nữa giờ. Rồi sao nữa? Lại hay hậu đậu nữa, quần áo mà ủi đúng không? Cái áo là phải 3 ly, cái quần thì mất ly. Giống như quần là bồi, không có ly nào hết á. Tại vì trước đó là mẹ em là thợ may, tất cả mọi thứ ở nhà thì mẹ thì cưng con gái, không muốn cho làm. Thì bây giờ em có chồng rồi. Em nghĩ là ủi sao miếng nó thẳng thôi. Em ủi là ủi thật lát hết. Từ quần tây mà ủi thành quần bò đó, phải không? Dạ đúng rồi. Em ly không lâu gì hết trơn. Rồi còn gì nữa không? Dạ thì cũng hay ngồi xây giặt. Mà ngộ lắm anh. Nhờ mình cái gì là rất nhẹ nha. Mình mà mình nhờ lại là kiểu như là khó chịu không? Không có chịu. Hai chồng cùng lìa làm mệt như vậy đi. Chơi trò là dần lưng qua lại, đấm lưng á. Nói hai chồng ưu tiên vợ đấm trước vợ đi, đấm 15 phút đi. Rồi vợ đấm lại cho. Đấm đã rồi hồi cho bộ ngủ luôn. Ngủ luôn á vợ ơi, vợ vậy tới vợ đấm chồng. Không trả lời giống như im re à. Giả chết á. Giả bộ vậy. Ví dụ đó tôi hiểu. Anh này hiểu. Em thấy dễ bị gài lắm. Em gài được em cứ gài thôi. Vậy có nghĩa là vợ cái tấm giống như nít đó phải không? Dạ. Trẻ con ha. Thấy là... chồng em có trẻ con? Nhiều lúc thì cũng có trẻ con. Nhưng mà em không hiểu, ảnh hay nổi điên lắm. Ví dụ như hai vợ chồng đang ngồi coi phim ăn uống này kia, xong hỏi vợ ơi ăn trái cây không? Ăn. Thì chồng gọt đi, rồi đi gọt. Ăn gọt trái cây, ăn xoài, em làm có muối. Chồng ơi đi lấy muối đi. Vậy cứ bảo em sai giặt. Em thấy nhiều khi ảnh cũng sao sao á.
lên cơn bất chợt không biết lên khi nào. Vậy còn gì nữa không? Mê chơi game. Có bao giờ mà mê game mà đến nỗi mà bỏ bê luôn vợ của mình không? Trước lúc mà cưới á, là lúc đó em về quê, anh đang nhắn xong tự nhiên á không nhắn nữa, em mới tức quá, em điện tới tấp á, hỏi anh đang đâu anh này kia, nói anh đang chơi game. Hỏi anh chơi game với ai? Anh chơi game thằng mập. Em tức quá em cấm chơi với thằng mập đó luôn, lần nào cũng thằng mập, lần nào hết. Mà thật sự thế, nghe nó cũng vô duyên nè. Tại em chơi game mà đá banh mà điện tử thì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thì chỉ là mình chơi lúc mình tập trung, đâu nhắn tin đâu. Quên cấm giờ chơi. Bạn lâu năm, quen có 10 năm rồi. Mà quen tin này thì mới có 1-2 năm mà dám cấm em chơi luôn các bạn. Phải, tại quê nhất là cái câu chơi ai chơi với thằng mập. Lúc nào cũng thằng mập mà không phải thằng ốm hay thằng nào cả. Cuối cùng giờ còn chơi với thằng mập không? Thì thân đó chị. Dạ. Thích giờ vợ chồng nó mới ghê chứ. À bây giờ là vợ lại thích vợ cha. Giờ thì dạ. Em nghiệm ra một điều, mê chơi game còn đỡ hơn là mê những thứ khác. Rồi thôi bây giờ em mong muốn bà xã bé nhỏ của mình thay đổi điều gì? Dạ em cũng nhỏ thì cũng thời gian trưởng thành. 23 đúng không? Dạ. Thì em chỉ là nói là bớt quan tâm với những chuyện không cần thiết một xíu. Sẽ thoải mái hơn thôi. Tại thời gian còn dài mà đúng không? Mới có 1 năm mà. Thế còn em? Em thì em mong ảnh bớt nóng tính. Tại vì khi mà nóng tính anh hay cự cãi, anh hay to tiếng. Cũng có một lần cự cãi đến nỗi mà em nhốt anh trong phòng á. Coi như là ở trong phòng là nóng bực, nóng bức mồ hôi một ghê chảy trong phòng, nhắn tin liên tục không thèm trả lời. Em mới nhắn em mà không về mở cửa anh là anh gọi điện mách mẹ. Rồi lúc đó mới về. Dạ. Đặc biệt cái là anh hay mách lẻo á, tèo lẻo với mẹ đó. Dạ đúng mẹ rồi đó, đúng không? Dạ đúng. Ví khi dụ mà giận nhau rồi bất cứ chuyện gì á là bắt đầu điện về mách hay là mách lẻo đủ thứ chuyện hết. Rồi giờ chị nói nè, thực ra cặp của tụi em á kể xấu nhau nhưng mà rất là hạnh phúc. Chồng thì cũng biết cái điểm yếu của vợ là vợ là nít rồi. Chỉ có điều á là nếu mà con nít đó mình dạy nó làm sao thì nó sẽ phản ứng ngược lại với mình y chang vậy, cho nên em lựa cách mà dạy nít. Bây giờ thôi, bây giờ nè, hai chồng có muốn có con liền không? Có chứ anh. Thôi thì hôm nay anh Thuận chúc cho hai vợ chồng Khánh và vợ Khánh, hai vợ chồng lúc nào cũng sống vui vẻ hòa thuận, và đặc biệt là sau chương trình này về là sẽ có tin vui ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại. Quay lưng lại. Rồi, nghe kỹ câu hỏi nha. Chồng của bạn thích mặc áo màu gì? Quay lại. 1, 2, 3. Mở ra. Màu đỏ. Màu trắng. Màu trắng. Trời ạ. Mời hai ông chồng bước qua quánh tù xì. 1, 2, 3. Rồi, trời ơi. Như vậy cặp vợ chồng của Khánh được ưu tiên chọn màu trước. Dạ, em chọn màu đỏ. Màu đỏ. Còn em? Dạ em chọn màu hồng ạ. Màu hồng. Chị Hoàng đi về. Rồi tôi màu xanh nè. Rồi Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Đề nghị các khán giả chúng ta đếm như nào. 1, 2, 3. Mời hai cặp vợ chồng đưa tay lên thùng nào. Chuẩn bị. Mở ra.